Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh chụp một chiếc MG HS phiên bản mới ở cảng Hải Phòng. Hình ảnh này đã xác nhận thông tin mẫu SUV cỡ C này sắp quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị ngừng bán vào cuối năm ngoái. Ở phiên bản mới, MG HS sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự hai người anh em MG5 và ZS. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng đã nhận cọc cho mẫu SUV cỡ C này. Theo thông tin từ đại lý, Thời gian giao MGHS 2023 cho khách hàng Việt Nam là ngay từ tháng sau. Qua hình ảnh chụp tại cảng, có thể thấy MGHS 2023 dành cho Việt Nam, sở hữu ngoại hình không khác gì xe đang bán tại Thái Lan. Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ C này đã được nâng cấp thiết kế với lưới tản nhiệt, đèn pha, giải đèn LED định vị ban ngày, cản trước sau, đèn sương mù, nắp capo, vành la răng, bộ khoách tán gió phía sau và đầu ống xả giả cải tiến tất cả mang đến ngoại hình thể thao và ấn tượng hơn cho mẫu xe Trung Quốc này. Hiện chưa có thông tin về trang bị của MG HS 2023 ở Việt Nam. Trong khi đó, ở Thái Lan, xe có đèn pha LED, đèn hậu LED toàn phần, vành hợp kim 18 in, cùng phanh màu đỏ thể thao, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế sau gập 60-40. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo. Màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hệ thống định vị thực tế ảo, điều hòa tự động hai vùng độc lập với lọc bụi mịn PM, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống đèn viền nội thất, nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử và hệ thống âm thanh 6 loa. Tương tự các mẫu xe MG khác, HS mới cũng có nhiều trang bị an toàn như hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo ngăn lệch làn đường. Hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, ngăn va chạm phía trước, đèn pha thông minh và phanh khẩn cấp tự động. Hình ảnh chiếc xe ở cảng Hải Phòng cho thấy MGHS 2023 tại Việt Nam sẽ có camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, MGHS 2023 có hai loại động cơ. Khi về Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ chỉ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5 lít đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá bán của MG HS 2023 ở Việt Nam chưa được hé lộ. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Mazda CX-5, Honda CRV và Hyundai Tucson. Hiện xe MG tại Việt Nam đã đổi nhà phân phối từ tan trong sang công ty SAX Moto Việt Nam, công ty con trực thuộc tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải. Ngoài HS, SMV còn hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều mẫu xe mới khác ở Việt Nam trong năm nay.